Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với trở lại với kênh của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái slideshow, slide ảnh với phần mềm VSDC, phần mềm miễn phí, xuất file không watermark nhé. Rồi, ok, bắt đầu. Nhanh. Trước tiên mình nói trước như này, để làm được cái slide ảnh đẹp ấy, thì ảnh của bạn phải đẹp. Ví dụ ảnh gái cú, ảnh các kiểu ấy. Ảnh người mẫu rồi các thứ bạn chụp ảnh đẹp ấy, rồi thì bạn làm slide ảnh thì bạn cứ chạy thôi thì nó đẹp rồi. Chọn cái ảnh chọn ảnh sau đấy là chèn hình nền mà cho mấy cái hiệu ứng mà đẹp thôi. Mình thì không có ảnh đẹp. Thế mà đây có mấy cái ảnh này, ảnh Liên Thuyên này, chụp ảnh Liên Thuyên ở nhà này. Rồi lấy cả mấy cái ảnh này nữa, đây ảnh làm thumbnail của kênh YouTube luôn. Đây có file nhạc đây rồi, đấy, tắt đi. Ở đây nhé, để làm slideshow ấy, bạn có hai cách. Một cách là bạn vào Blank Project rồi xong bạn tạo cái slide. Nếu không thì bạn kích vào đây, tạo slideshow, kích vào đây. Rồi. Bây giờ bạn đặt tên này, tên project nhé, không phải tên file, slide ảnh. Rồi tên tác giả, tác phẩm các kiểu đây. Độ phân giải thì chọn 16:9 thôi nhé, nếu up lên YouTube. 1080 169 frame rate thì để 30 đi cho nó mượt. Bình thường thì đặt 24 cũng được nhưng mà để 30 thì nó sẽ mượt. Rồi kích vào đây finish. Đấy ok. Bây giờ ấy là nó sẽ cho phép bạn là gì? Ở trên này là các cái hiệu ứng này, hiệu ứng chuyển cảnh này, còn dưới này là ảnh này. Ảnh thì bạn có thể kéo thả vào đây, kéo từ cái chỗ này thả vào đây, hoặc là bạn có thể S kích vào nút S này. Đây, bây giờ mình kéo thả đi cho dễ. Ảnh lấy mấy cái ảnh đẻo này đi. Đây, ảnh đẻo này. 1, 2, 3, 4, 5. 9 cái. Rồi, kéo thảo đây. Đợi tí. Đấy, thu nhỏ này. Để đợi tí phần mềm nó sẽ load vào. Hơi lâu tí. Ngứa mũi. Rồi, đây... đây là cái ảnh rồi nhá, xong rồi, ok, đây ảnh này là mình, tức là mình, trước tiên mình ấn nút này để cho play đi, cho play thử xem nào đã, đấy nó phải render đã, tức là nó cho to, đấy, chạy đi, chả chạy gì luôn, không hiểu sao, rồi, ok, cần, đây là cái ảnh này, nhờ các bạn nhìn thấy. Bên bên trái này nó có cái mép đen này thì cái này ấy, nó là do cái độ phân giải của cái ảnh này nó khác, tức là cái kích thước của cái ảnh này nó khác với cái kích thước của cái project mình tạo thì cái này giải quyết thì dễ thôi. Bạn vào cái này này, crop này, nhé, vào cái crop này, crop tool này, bạn kích vào đấy, kích vào crop rồi bạn chọn này theo scene này, maximize đấy. Rồi bây giờ bắt đầu bạn chỉnh này, chỉnh vào cái chỗ mà mình cần crop ấy, đây cái mặt mình nó hơi mất rồi, sau đấy kích ok, đấy là cái thứ nhất. Xong đến chỉnh tiếp cái thứ hai, cái này cũng thế, kích vào crop này rồi cũng set theo cái đấy, current này, set to maximize này. Rồi. Đấy nhá, như thế là đã giải quyết được cái vấn đề mà viền đen này. Bây giờ ấn play nó sẽ play nhưng mà không hiểu sao chắc mình đang quay màn hình nên là nó bị lag. Nhưng mà thôi để tí nữa thì vào trong apply setting ok đấy. Thế còn bây giờ mình khi mình chọn một cái ảnh ấy, chọn một cái ảnh ở đây nó sẽ có cái duration này. Duration là cái độ dài của cái ảnh ấy. Dài tức là cái thời gian ấy, thời gian của cái slide ảnh này nó là 5 giây. 5 giây ấy, duration này, không thì bạn xem ở đây cũng được. Đấy, 5 giây này ấy, cái này ấy thì là do cái từ cái ban đầu ấy, mình set up từ ban đầu khi mà mở phần mềm lên ấy, đấy, mình set thì nó thành 5 giây. Thế bây giờ đây là slide này, đơn giản nhất là như này, xong đấy là bạn thêm các cái chuyển cảnh vào. Ở trên này ấy, nó có chuyển cảnh này 1 2 3 4 5 6 7 rất nhiều chuyển cảnh. Đấy, bạn kích vào động được, ví dụ này, cái này. Đấy, kích vào cái này để xem trước, chọn. Đấy, nhưng mà mình ấy, lười, mình làm cái này nhanh hơn. Mình select all này. Đấy, select all file, sau đấy là thêm cái chuyển cảnh vào. Đây.
đâu nhỉ, đây thêm thêm cái chuyển cảnh này, chọn này, đâu đâu phải chọn đã, chọn này đã, chọn này đã, sau bắt đầu bạn kích vào cái này, chọn cái ở giữa này nhá, chọn cái giữa chuyển cảnh này, sau bắt đầu kích vào đấy thì bạn random này. Đấy, random effect cho all file, tức là tất cả các ảnh này bạn cho nó thích cái chuyển cảnh nào vào đấy, mình toàn làm thế cho nó đơn giản đấy. Xong nó chạy nhé, tại vì thực ra cái chuyển cảnh này thì cái nào nó cứ chọn ngẫu nhiên mà. Sau đấy bạn kích vào đây apply setting là ok nhé, kích vào apply setting này ok. Nhưng mà còn bạn có thể có làm được một cái nữa, để bạn apply một cái filter cho cái ảnh này, ví dụ ảnh này bạn tức là cái màu ấy, filter ấy, filter màu ấy, ví dụ màu 1977 hay là màu gì đấy, ví dụ cái này nhé, ví dụ cái này cho màu 1977 đâu rồi, đây, đấy, 1977, đấy là cái ảnh này, đấy, sau bắt đầu bạn lại chọn cái ảnh này, bạn cho vào cái màu gì đấy, tức là chọn màu cho ảnh, X Pro đấy chẳng hạn, đấy, đấy là đấy thôi, mất thời gian, thế còn xoay, xoay ảnh này, xoay 90 độ này. Đấy, xoay 90 độ này, xoay 90 độ này, đấy, xoay ngược này. Rồi còn nếu mà không xoay ngược thì thôi, ok, thế thôi, apply setting là xong. Apply setting. Rồi đấy, bây giờ tức là cái slide ảnh của bạn nó đã đưa vào đây rồi, đưa vào trong cái phần mềm này, xong đấy là nó đã có đầy đủ các cái chuyển cảnh các thứ hết rồi. Nếu mà bạn muốn edit lại, bạn muốn sửa lại thì bạn kích vào đây. Kích vào đây xong bạn cái này nó biến đâu rồi? Từ từ mở cái view này. Mở cái gọi là cái property, property window, đây property, trong cái phần property này, tắt này đi, property này bạn có phần edit này, bạn kích edit thì bạn quay lại cái lúc nãy, kích vào edit, kích lag, đợi tí sao nó lại lag thế. Bạn đợi tí nhé, quay màn hình với lại edit video đấy. Thế mình lại quay lại cái cửa sổ lúc nãy, cửa sổ này thì bây giờ bạn mình lại thao tác ở đây, cái mình tắt đi nhé, rồi tắt đi. Ok, chứ còn nếu mà bạn muốn xem các cái ảnh ở trong ấy, bạn kích này, kích chuột phải, à kích kép à, đấy bạn kích kép đây nhé, kéo bây giờ kéo cái này lên cao tí cho bạn nhìn. Đây là các cái ảnh này, nó đã có transition các thứ ở trong đấy hết rồi, đấy, đã sẵn rồi, ok. Như vậy là ok, bạn kích lên đây, về lại cái sprite. Bây giờ còn thiếu cái nhạc đúng không? Thiếu nhạc thì lúc nãy mình đây mình chuẩn bị sẵn bài nhạc này. Bài nhạc nhẹ nhàng cái bài bài này miễn phí, không watermark, à quên. Nhịu. Bài này miễn phí ở trên trên mạng ấy, miễn phí và không có bản bị đánh bản quyền. Mình cho nó bằng đây. Rồi, cho nó bằng cái sprite này. Đấy, bắt đầu ok. Mình đang ấn play, xin lỗi, play nhé, để cho nó play. Nhưng mà nó phải 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 render mất một lúc. Máy mình là 16 RAM. Đấy. Đấy, có tiếng ấy. Từ nãy giờ bật nhạc nên mới để ý các bạn ạ. Từ nãy giờ không đeo này như vậy không cắm này. Thế từ nãy giờ các bạn nghe là tiếng thu trực tiếp từ lab thôi. Bây giờ mới bắt đầu là có tiếng từ cái mic này. Nhưng mà không sao các bạn. Cứ quay đây, quay kệ. Đây. Đấy là các bạn có cái slide rồi nhé. Có slide, có ảnh, có chuyển cảnh rồi. Ok rồi. Bây giờ thế là xuất ra thôi. Nếu mà bạn nào mà thích chèn thêm tí chữ vào, đây chèn chữ vào cái đoạn này chẳng hạn, từ cursor position nhé, kích ok này, đấy bạn quét trên cái preview này, bắt đầu bé tí thì theo về cái project này đi, về cái editor, đây vừa kích chọn thêm chữ vào, các bạn kích chọn này, rồi cho màu chữ khác đi, màu này không hiểu thế nào nhưng mà thôi. Đầu tiên cho to chữ lên đã. Chữ bé quá. 60. 60 ok. Chỉnh căn giữa đi. Đây nào. Úi dồi, màu. Màu này xấu quá. Màu này không được. Cho một đỏ ấy. Đỏ đi. In đậm.
regular này, cho nó thành bold đi. Đấy, rồi, ok, đấy, được đấy. Màu này. Chào các bạn nhé. Đấy, ok. Để thêm cho nó cái hiệu ứng mà. Kích chuột phải mà, chọn video effect này. Transform, transparency chứ. Cho nó fade in đi. Fade in là nó hơi mờ một tí. Rồi, lại ra về cái text. Lại chọn kích chuột phải, chọn video effect, lại tiếp tục cho nó fade out. Rồi, to end scene, ok. Xong. Đây, kích thử cái nào. Bắt đầu chạy slide từ đầu nhá. Render hơi lâu. Biên tập video mới làm slide ảnh mệt lắm, mỗi lần cứ phải. Rồi, cái về ok nhá, kích cho nó chạy. Chào các bạn nhé. Cái này nó hiệu ứng này nó hơi ngắn, để cho nó dài tí. Ok, back lại. Xem. Về scene. Rồi. Nó hơi mờ dần đấy, mờ dần nó sắp xuất hiện. Slide. Ok. Rồi, xong. Đấy, tạm thời đơn giản thế thôi. Đơn giản thế thôi, còn các bạn muốn cái hiệu ứng gọi là tuyết rơi, rồi tuyết phủ, rồi mưa rơi, rồi các cái hiệu ứng khác ấy. Những cái đấy nó là cái khác, không liên quan đến cái phần mềm nó có thể tạo được. Thì cái đấy gọi là overlay, thì các bạn down về rồi các bạn chèn lên trên, cái phần đấy hiệu ứng nâng cao tính sau. Bây giờ mình xuất này nhé, xuất này, export project này. Rồi chọn YouTube này. Cái YouTube này, thì cái slide ảnh này, tên slide này, full HD này, ok. Rồi chọn này, export. Rồi, ok, đấy, làm thế nào? Thế là đấy là một cách để các bạn tạo một cái slide ảnh với VSDC, rất đơn giản. Nếu như mà các bạn muốn tạo những cái gì nâng cao, những cái gì đẹp hơn ấy, các bạn chụp ảnh đẹp vào, rồi các bạn đưa vào, các bạn tạo thì nó sẽ đẹp. Còn ảnh xấu như này thì nó sẽ xấu ấy. Mình thì định tạo cái này nữa này. Cái thumbnail này thì nó là tức là cái file ấy, nó là 16:1080, thì các bạn sẽ bỏ qua cái bước là phải crop cái ảnh ấy. Không cần phải crop giống như lúc nãy mình làm, lúc nãy mình làm thì tại vì nó đã đúng kích cỡ rồi, thì chỉ việc add vào, sau đấy apply setting cho cái transition, chèn thêm chữ, xong, thế là xong rồi, rất là nhanh. Đấy, ok, đấy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn tạo slide ảnh với VSDC, phần mềm miễn phí không watermark. Nếu các bạn thích thì download ở dưới. Nếu mà muốn xem cái làm quen với phần mềm ấy, kích vào cuối màn hình ấy. Ok, xin chào các bạn. Nếu các bạn like hãy like không nhỉ? Các bạn like thì các bạn subscribe kênh của mình nhé. Rồi, cảm ơn, xin chào. Bye.